Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và con gái em khi mà nghe biết là mẹ tham gia chương trình này, và cháu cũng bảo mẹ ơi, con có thể giúp một chút cái tiền tiết kiệm của con đập lợn ra, và con có thể trao cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay đến đây thì cháu cũng có sự chuẩn bị ạ. Ôi quá tuyệt vời. Và đây đó chính là con của nhân viên Đàm Hằng. Rồi con gái đứng kế mẹ nào. Đây là cháu Nguyễn Vũ Hoài Anh. Con đến đây với chương trình này với mong muốn rằng là mỗi gia đình đều cũng có thể được sống trọn vẹn, được hạnh phúc no đầy và luôn cố gắng nghị lực trong cuộc sống này ạ. Rồi mời cô, đây là mẹ của Hằng luôn. Dạ, cháu cảm ơn. Rồi, rồi. Tiền luôn. Rồi cho con nhé. Cô Thượng đang cầm một tấm thiệp của cháu. Và Quốc Thượng biết rằng là trong này cháu sẽ gửi gắm rất là nhiều những cái dòng chữ ở trong đây. Đến từ gia đình, chúc cho cả gia đình luôn được mạnh khỏe, ý chí phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống ạ. Cháu có gửi kèm trong đây. Anh Linh ơi, em thấy là 3 triệu. Đó, rồi bây giờ nè con, hôm qua con tặng em đi nha. Con cảm ơn chị. Thật ra tuyệt vời. Cảm ơn Đàm Hằng đã gửi tặng cho bà 5 triệu và con gái cùng với mẹ Hằng đã tặng món quà rất là bất ngờ, đó là 3 triệu đồng và những cái tờ tiền rất là dễ thương luôn, dành cho hai bé luôn. Và đầu tiên thì chưa tham gia chương trình gì hết, thì ba bà cháu đã nhận được cái món quà rất là tuyệt vời của gia đình Đàm Hằng rồi, hơn 8 triệu đồng, chúc mừng. Chỉ có một cách là học mới giúp thay đổi cuộc sống và giúp con thoát khổ, thoát khó khăn. Chú xin được đồng hành với cái công việc học của hai chị em. Chú Quốc Thượng xin gửi tặng cho hai chị em, gửi tặng cho mẹ một chút tiền thuốc men, số tiền là 5 triệu đồng. Bạn Hoài Anh nhà em cũng có một chút quà gửi đến cho các bạn nhỏ. Con gái luôn đồng hành với mẹ Hằng ha. Thầy, con nói đi nào. Xin gửi tặng cho chị và em một cái quà nhỏ nhoi này. Mong rằng là hai chị em có thể phấn đấu và cố gắng học tập. Cảm ơn con. Con của Đàm Hằng tặng cho các con nè. Cầm đi con. Rồi. Dạ, con xin cảm ơn chị vì chương trình đã giúp của gia đình con. Như vậy là mới bước đầu tiên thôi. Quốc Thuận tặng 5 triệu, Đàm Hằng 5 triệu và con Đàm Hằng 3 triệu nữa. Bây giờ tạm chúng ta có 13 triệu đồng rồi. Hãy vui lên nào. Để động viên, khích lệ con, bạn Hoài Anh nhà cô cũng có một chút quà để giúp đỡ con mạnh mẽ hơn. Xin mời bạn Hoài Anh. Bằng tuổi nhau bằng đấy. Bằng tuổi nhau đấy. Bạn này rất là xinh nhá. Giống mẹ rất là xinh. Với... cha của bạn thì mình cảm thấy rất là cảm động và thương xót. Còn về bạn thì mình mong rằng là bạn sẽ được học tập tốt, cố gắng phấn đấu và sống một cuộc sống vui tươi, lành mạnh. Vui lên. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.